bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực và du lịch ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại địa chỉ là 232 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh á. Ở đây có một cái địa điểm để mà ăn bạch tuộc Nhật khổng lồ. Cái này là ẩm thực đường phố Hồng Kông á. Quán có tên là Thảo Mực, mực khổng lồ, bạch tuộc khổng lồ nè. Nước sốt thì là nước sốt Hồng Kông. Mình thấy cái kiểu trang trí á, cái giống kiểu của mấy cái quán ăn ở Đài Loan hay là Trung Quốc gì đó mọi người nè, mọi người thấy không? Cái view trang trí của nó rất là lạ và nhìn rất là bắt mắt ha. Mọi người đi cái đoạn đường Lý Thái Tổ á, chạy ngang nhìn bên tay phải thì sẽ thấy được cái gian hàng này. Trên mấy con bạch tuộc to khổng lồ ở trên cái xe đẩy á, mọi người dễ cho sự chú ý lắm. 800. Giờ cái món này chị đang làm là món gì chị? Món ốc mỡ xào tỏi em. Ốc mỡ xào tỏi nha. Một phần như vậy là giá bao nhiêu chị? 60.000 em. 60.000 em. Chọn ốc mỡ to đùng luôn hả chị ha? À. Thơm bơ tỏi đó mọi người. Món chén muối. Ở đây ngoài bán bạch tuộc á, khổng lồ và mực khổng lồ á, thì ở đây nó còn có bán món ốc. Bút quay chảo lá hông mì em rất ngon. Bút quay chảo hả chị? Bút quay chảo lá hông mì. Dạ, món mới hả chị ha? Dạ. Món này rất là hấp dẫn. Dạ, bút quay chảo lá hồng bì. À, cái tên lạ quá chị ha. Dạ. Dạ chị. Cái này là nước sốt hay gì nè. Thấy rất là sáng luôn rồi ha. Tới đây em. Mực thái á. Dạ. Cái hai này là xoài trộn hả chị? Gỏi xoài em. Đây là gỏi xoài. Gỏi xoài. Gỏi xoài em. Rất là. Giờ này hình như là chưa phải cái giờ cao điểm á, cho nên là thường chủ yếu là có khách mang về nè mọi người thấy không. Với lại á, không gian quán ở phía trong là có thêm mấy cái bàn nhỏ nhỏ xinh xắn ở trong á, mấy bạn có thể vào trong để ngồi và thưởng thức món bạch tuộc nướng mà mình khổng lồ. Còn ở ngoài vỉa hè á, thì có kê sẵn bốn cái bàn hoặc năm cái bàn nè. Từ trong quán nhìn ra thì mọi người có thể chạy xe lên lề như thế này nè, đậu gọn gàng ở trên lề như vậy đó. Đằng kia mọi người đang đậu đó, mọi người thấy không. Khách thì họ sẽ lên đời đậu gọn gàng như thế này, thì lúc đó mình vào trong quán mình có thể chọn chỗ ngồi là ngoài phía hè tùy ý các bạn, hay là ở trong nhà nè, ở trong nhà cũng có không gian cho các bạn ngồi để mà được món ăn ha. Hôm nay là mình may mắn được phỏng vấn trao đổi với chị chủ quán một tí xíu về cái gian hàng bạch tuộc Hồng Kông này ha mọi người. Mấy con bạch tuộc keo lủng lẳng nè, to ơi là to nữa ha. Dạ em chào chị. Dạ chị ơi, chị tên gì ha? Chị tên gì ạ? Chị Tân Thảo. Chị Tân Thảo. Dạ chị Thảo ơi, thì cái quán của mình mở được bao lâu rồi chị? À, nếu mà quán này là chi nhánh 2 của chị, chi nhánh 2 này là chị mở được khoảng hơn tuần. Chi nhánh 2 là mở được hơn tuần. Chi nhánh 1 của chị là 140. Dạ. Tổ trên đường này luôn. À, là trên cái đoạn đường này luôn. Chị mở gần 2 năm rồi. À, mấy dạ. Em lên tiếp á, có mấy em sọt bạch tuộc treo Lý Thái Tổ hoặc là mực khổng lồ Lý Thái Tổ rồi có đi. Là nó có hết chị ha. Đúng rồi. Rồi bây giờ cái mô hình thì chị chỉ bán ngoài vỉa hè thôi. Dạ. Còn cái này là nằm ở trong quán sáng chị làm thành cái quán luôn. Dạ. Dạ chị ơi, cái bạch tuộc này nè mình lấy là mình lấy ở đâu chị? Bạch tuộc Nhật á hả? Dạ. Là mình nhập khẩu từ Nhật em. Nhập khẩu trực tiếp luôn hả chị? Nguyên đai nguyên kiện luôn, nguyên con về luôn. Ôi. Trời siêu to chất lượng khổng lồ luôn nha mọi người. Chị ơi, vậy chị cho em hỏi là cái cửa hàng của mình mở bán lúc mấy giờ hả chị? Chị bán từ 3 giờ rưỡi cho tới 11 giờ rưỡi. Dạ. Rồi cái lúc mà 3 giờ rưỡi với cái tới 11 giờ rưỡi thì cái giờ cao điểm nhất mà khách họ đến đông ủng hộ nhất là giờ nào chị? Là tầm khoảng từ 6 giờ cho tới 9 giờ thôi em. 6 giờ chiều cho tới 9 giờ chiều hả chị ha? Dạ. Rồi một ngày á mình có thể ước lượng được mình bán bao nhiêu con mực to khổng lồ như vậy không chị? À, nếu mà tính cái quán này không thì một ngày chị bán khoảng 3 con mực như vậy. Dạ. Rồi là tính cái quán này riêng á, còn bạch tuộc thì một ngày chị bán khoảng 1 con. À, chị cho em hỏi cái con bạch tuộc á mình cũng nhập luôn hay là mình mua ở Việt Nam? Tuộc này hả chị? Dạ. Tuộc này em là nhập, em nhập khẩu. Nhập luôn hả chị? Dạ. Rồi nhìn nó to lắm mọi người. Mọi nhìn nhìn nó. Cái này là nhập nguyên đai nguyên kiện của Nhật. Nguyên đai nguyên kiện của Nhật là cả hai cái luôn. Của Nhật đàng hoàng. À. Rồi. Thấy mọi người thấy chất lượng không? Mọi người thấy siêu to khổng lồ nha. Cái này là bạch tuộc Nhật này là người ta làm sashimi rồi ta. Dạ, đúng rồi. Đó là lấy cái từ này. À dạ, rồi, hấp dẫn quá. Vậy cái lượng khách mà thường mà đông nhất của quán mình đó chị ước lượng là khoảng là tại vì quán này cũng mới á, cho nên là đông nhất thì ước lượng người á hả? Dạ. Khách á. Trong cái giờ cao điểm thì khách cũng
ra vô ra vô gì đó. Em coi khoảng chục bài, khoảng mười mấy hai chục người là cao điểm rồi, khách cũng ra vô ra vô. Dạ. Ở đây thì chị bán ăn thôi với uống nước. Dạ đúng rồi. Không có bán bia. Không bán bia, không có bán nhậu. Không có còn quá lâu khách ăn rồi khách đi. Cái kiểu giống như là ăn phiên vậy đó. Dạ đúng rồi, luân phiên ăn gia đình vậy ha chị ha. Dạ, như vậy nó sẽ tiện hơn cho mình nữa. Chị cho em hỏi á, là cái nước sốt á, để mà nướng những cái con mực này lên nhìn nó vàng nóng đẹp vậy á, là chị tự đây, ra hả chị? Nước sốt này, nước sốt Hồng Kông, nước sốt rất là kẹo. Đây, chị coi rất là kẹo. Cái này là công thức của quán công này chị ha. Công thức gia truyền của gia đình chị. 200. Đây. Dạ, trời ơi, nó sánh không? Cái màu đúng đẹp luôn á. Nè, thấy chưa? Có ớt, đồ, rất ngon. Còn cái này là nước chấm, gia truyền của gia đình chị luôn. Nước chấm thì trong đó nó có gồm nước đỏ chị? Nói chung cái này thì chị cũng không thể nào tiết lộ quá nhiều được. Dạ. Nhưng mà cái này là ăn vô thì nó có vị là chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt. Dạ. Em chấm vô hải sản rất là ngon. Dạ. Em nói chung nước chấm này là bá đạo, em ăn cái gì cũng được hết trơn. Ăn cái gì cũng hấp dẫn không chị? Cái gì cũng ăn vừa miệng. Ăn mực, ăn bạch tuộc, ăn hải sản, ăn chẳng dừng. Nói chung ăn cái gì. Dạ, chị, nhưng mà chị cho em hỏi là bây giờ mà chị quản ở đây rồi cái chi nhánh trên kia thì có ai hỗ trợ mình để quản chị ở đây thì chị không có quản ở trên đây, ở đây là có Vi. Dạ. Là em chị nó sẽ quản ở đây. Dạ. Còn chị là chị bán ở dưới là trực tiếp, mà ở dưới chi nhánh dưới á, chi nhánh đầu của chị á là chị bán từ 8 giờ tối dạ. cho tới 12 giờ cho bán chừng 4-5 tiếng thôi là nó khác giờ hả chị? Ừ. Còn chi nhánh này á là bán là từ 3 giờ rưỡi cho tới 11 giờ rưỡi tối luôn. Dạ, là chi nhánh là làm xuyên suốt luôn. Chị bán ngoài vỉa hè chứ không phải là bán sớm được. Dạ. Chị cho em hỏi cái chi nhánh kia là mình mở sớm hơn cái chi nhánh này bao lâu chị? Chi nhánh kia chị mở năm mấy, gần 2 năm nay à. À, dạ. Cái này thì chị mới mở. Cái này mới luôn. Tại vì em thấy trang trí bắt mắt quá trời luôn. Đi là thấy sáng cả một đoạn đường Lý Thái Tổ luôn. Chị cho em xin cái địa chỉ lại của cái chi nhánh gốc luôn chị, cái chi nhánh đầu tiên á. Chi nhánh gốc của chị là 140 Lý Thái Tổ, nhưng là từ 8 giờ tối chị mới bán. Dạ. Còn chi nhánh này, chi nhánh thứ hai là 232 Lý Thái Tổ. Nhưng mà có điều là chi nhánh này mình bán là từ 3 giờ rưỡi chiều cho tới 11 giờ rưỡi khuya. Dạ. Rồi lại có nơi ở bên kia thì rất là thoáng mát, tại vì mình ngồi ở ngoài trời mà. Dạ. Còn ở đây vừa thoáng mát vừa có chỗ ngồi vừa có view. View. Em phải check in đúng rồi. Cái được. Sống ảo cái kiểu luôn. Tại vì em thấy chị đầu tư trang trí lắm nè, mọi người thấy không? Cái quán tên là Thảo Mực mà đầu tiên trang trí giống như cái kiểu mà của Đài Loan, Hồng Kông vậy ha chị ha. Nhìn treo đèn các kiểu đó hấp dẫn, thu hút ghê luôn á. Tại vì em đi ngang á, em thấy đập vô mắt em trước là ba cái con mực với lại hai cái con bạch tuộc kia. Cho nên là dễ gây sự chú ý với mấy bạn trẻ. Rồi bây giờ trẻ quay sốt. Mình chọn cái sốt đó là sốt nướng hả hả bạn? Đúng rồi bạn. Cái này là sốt Hồng Kông nè bạn. À. Tính tiền đi chị làm cho. Đem cái dĩa chị hả? Chị chủ rất là thân thiện và dễ thương luôn mọi người. Chị nói chuyện rất là hiền. Nghe cái kiểu như là niềm nở đón tiếp mấy bạn lắm. Cho nên là mấy bạn có tò mò về cái mấy cái con bạch tuộc to khổng lồ hay là cái nước sốt đậm vị này á, thì mọi người cứ đến cái địa chỉ là bao nhiêu chị ơi? 232 Lý Thái Tổ. 232 Lý Thái Tổ nha. Đó, bây giờ quét cái sốt lên nè. Nhìn nó bóng loáng và hấp dẫn luôn á mọi người. Rồi, ở đâu nè Nị ơi? Đây là một phần đầy đủ. Chị cho em hỏi là cái gỏi xoài này là mình ăn chung với lại ăn kèm với mực bạch tuộc em. À, ăn kèm chung với mực bạch tuộc. Cái này là mình chọn theo cái kiểu sốt Thái hay là chua ngọt ngọt bình thường? Không, cái chua ngọt ngọt. À. Ăn thử đi cái vị của chị, ăn thử nó như thế nào. Dạ. Tại chị chọn cũng theo bí quyết của chị. Dạ, có bí quyết hết ha. Nói chung là bí quyết bí mật, cho nên là mọi người có tò mò thì cứ đến đây thưởng thức thì sẽ biết được cái vị nó như thế nào ha. Dạ, cảm ơn chị nha. Nè, ở đây có cúc nữa nè. Đây là con cái cúc này là quay chảo lá hồng bì. Lá hồng bì. Cái lá này mình chiên giòn ăn được luôn. Nhưng mà cái lá này em nghe giống như có cái vị thuốc bắc hay chị bệnh không? Không không, nó ăn có cũng là chị bệnh đó chứ. Dạ, ăn rất là thơm, rất là ngon. Lá hồng bì này là mình ăn chiên giòn lên ăn luôn chứ không hề bỏ nha. À, chiên giòn lên ăn được luôn. Cái lá này chiên giòn lên ăn cái vị nó cái kiểu nó vị nó thơm, nó thơm nó bùi. Thơm nó bùi vậy. À, thơm thơm nó bùi bùi. Ví dụ mà cái phần con cúc này á là nguyên một con rồi mình cắt ra mình chiên chung với cái lá hồng bì hết. Đúng rồi. Dạ. Rồi cắt ra mình giòn nó mình ăn rồi. Thì nó giỡn ha. Đây là cái lá hồng bì nè. Mình thấy lạ ha mọi người ha. Cái vị nó sẽ bùi bùi và nó sẽ thơm. Cho nên là mấy bạn ăn kèm với lại con chiên cúc này á thì nó sẽ có cái vị lạ lạ chứ không có giống chiên cúc chiên bơ bình thường đâu nha. Đây là tổng quan menu của quán nè. Các bạn
mà có tò mò mấy món ăn này thì cứ ghé địa chỉ ha, 232 Lý Thái Tổ. Quán tên là Thảo Mực, trang trí theo phong cách Hồng Kông rất là hấp dẫn và thu hút. Đây là con cút đang chiên với lá hồng bì. Nhiều lá hồng bì đó. Một phần như vậy bao nhiêu á chị ơi? Một phần là 5 phần à em. Chị lát chị cho em một phần giống như vậy luôn nha. Dạ. Tại em nghe cái lá hồng bì em chưa ăn bao giờ, em muốn ăn thử. Dạ. Con đây, bây giờ sẽ quét sốt từ cái phần bạc cụt vừa nướng xong, ăn chung với lại xíu gỏi xoài á mọi người. Đặc biệt ở đây là được trộn chung với gỏi xoài để mà ăn kèm. Ngoài 2 giờ nha, chị tự chị bán hồi lúc 3 giờ rưỡi. Dạ. Cho nên là ốc nó đã vơi đi bớt rồi. Dạ. Không, ốc này là ốc muôn. Ốc muôn. Ốc này là ốc búa. À, ốc búa à, có ốc lạ quá ha. Ngon lắm. Ốc búa. Ốc búa. Nè, rất là ngon nha. Rồi. Nhìn nó còn tươi rói luôn á. Ừ, mọi người thấy ốc này thì em biết rồi, gì ốc tay. Dạ, ốc tay thì biết rồi, có hai con này lạ lạ nè. Ừ. Thì mấy con này là con ốc gì chị? Hay ốc nhung, chắc tụi em cũng biết rồi, nếu mà ăn hoài thì quen biết. Ví dụ như cái món này mình nấu gì được chị? Cái này á chị nướng, một là em nướng nước mắm, hai là em nướng mắm tiêu. À, nướng mắm tiêu. Rồi con này thì mình cũng vậy, con này cũng bên này cũng vậy luôn. Ừ. Rồi, còn lại những cái con này chắc em biết sơ sơ để giới thiệu với mấy bạn nha. Cảm ơn chị. Bên đây mình có món cái con này to to nè, mà quên mất rồi, hình như con gì rồi. Chị, con này con gì vậy chị? Em quên mất rồi. Sò sữa em. À, con sò sữa, đúng rồi. Đây là con sò sữa nè. Cái con này là cái con ốc hương quen thuộc với mấy bạn mà hay ăn kiểu như xào bơ tỏi nè. Con này là ốc cà na. Con này giống với con ốc sò dẹo. Sò dẹo, đúng rồi, em nhớ mà em quên mất tiêu cái tên đó rồi. Đây là con sò dẹo nè. Thường là chắc xào xào bơ tỏi. Xào bơ tỏi, đúng rồi. Xào nước mắm. Quán chị coi món này xào nước mắm rất là ngon. Dạ, cảm ơn chị. Ở đây là ốc sáp của em. Con này là con nghêu với con sò huyết hả chị ha? Sò huyết, sò huyết. Với con nghêu. Con nghêu. Việt Nam là một ốc mỡ. Ốc phun. Con này là con ốc giác to to. Cái này 201. Dạ, cái con ốc giác to này mình bán theo con hay là mình bán theo phần? Một con là mình bán bao nhiêu á chị? Tùy theo 50-60 ngàn một con. À. Lớn nhỏ có hơn 200 mấy con. Cái này cắt một phần một ốc lô vậy hả? Cái này cắt ra xào mì á mọi người, xào mì với rau muống ngon lắm á. Nè, cái này bông tay, cái này là càng ghẹ. Sò lông. Đây là các con còn lại nè. Con này con sò điệp nè, con này có ốc bu. Bây giờ cái con này đang hot nè. Con này là bây giờ tôi đang có cái trend là luộc á, luộc xả hay hấp xả gì bán ở ngoài đường phố. Mấy bạn nhỏ đang lựa ốc nè. Mấy bạn nhỏ đang đi lựa ốc để mà nấu nè. Đây, ba bạn nhỏ đang đi lựa ốc để mà nấu nè. Nói chung thì hải sản ở đây á, ngoài con bạch tuộc với con mực ra, tất cả còn lại đều rất là tươi luôn, mọi người thấy không? Con nào nó cũng tươi rói hết trơn á. Chị đang múc nước mắm hả chị? Nước kẹo quá chị ha. Cái này là bạn đang cắt con mực hả bạn? Đúng rồi, mình đang cắt mực khổng lồ bạn ơi. Cắt order phần mực khổng lồ để nướng hả? Dạ đúng rồi bạn. Dạ. À, để bây giờ móc con mực lên cho mấy mọi người xem nè nha. Đây là cái con đồ cái anh đang đi đó. Đây. Con mực này là đã được cắt hết phân nửa rồi nha mọi người. Còn con này là cái con to đùng nè. Ngày thì chị nói là do quán mới mở đó là mới khai trương á, nên là bán một ngày chỉ 3 con thôi. Còn đây là con bạch tuộc. Cái xúc tu của nó nè, mọi người thấy không? Nó to ơi là to luôn. Nhìn cái kiểu này là tại vì nó to, nó thu hút được cái sự chú ý của mọi người á, nó khổng lồ. Cho nên là mấy bạn sẽ tò mò về cái món, cái quán cơm ẩm thực đường phố Hồng Kông này là nó sẽ có cái vị, mình nghĩ chắc nó sẽ cay. Nói chung là đặc sản ở quán nổi bật thì là có hai con, hai em này. Một em bạch tuộc và một em mực. Đó, mọi người thấy ha. Dạ. Con đỏ là bạch tuộc Nhật Bản, còn con trắng này là mực Nhật Bản. Nguyên đem nguyên kiện nhập từ Nhật về, hồi nãy chị chủ có chia sẻ như vậy. Chứ không phải hàng ở Việt Nam đâu, cho nên là mọi người muốn thử cái vị
của Nhật nó như thế nào thì mọi người cứ ghé cái địa chỉ là 232 Lý Thái Tổ nha mọi người ơi. Chị, cái con này là mực mini hả chị? Mực lọ. À, mực lọ. Là cái này là đã nướng sơ lên rồi hả chị? Đúng ha? Rồi, đã nướng sơ 7-90. Nó 9-70% rồi. Nó 9-70% rồi. Dù mà khách order thì mình nướng lại cho nó chín hơn. Đúng rồi. Mọi người cái kiểu không gian bên trong á, những kiểu rất là giống như
trang trí theo kiểu nước ngoài, Hồng Kông, Đài Loan á, mình thấy thích lắm. Trong này đó là có kê mấy cái bàn cho khách ngồi nè mọi người, thấy không? Này đâu chị Thảo? Thì mà khi tới đây á, thì mọi người sẽ được bạn nhân viên để hỗ trợ mà sắp cái chỗ ngồi cho các bạn rất là ân cần luôn, nên là mọi người mở tới chợ là không có chỗ ngồi ha. Đây là khách đang order nè mọi người, thấy không? Đang order cái góc bên kia thì cái menu để sẵn ở ngoài á, tiện cho mọi người có thể là gọi cái món nào mà mình thích. Còn chị nè, chị đang hỗ trợ cắt mực để mà nướng. Cắt cái phần này là mực khổng lồ, bỏ lên cân, thấy không? Cân thì sẽ tính theo lạng, theo gram, nếu lúc nào mình quay menu gì đó. Lấy nước mắm mọi người đây cùng chị coi. Một phần nha mọi người. Trời ơi, một phần đầy nhóc luôn. Cái con này là chuẩn bị lên dĩ nè, cái con này là chuẩn bị nướng. Nó đang còn nằm kìa cái than cho nên là nó chưa có bị quéo lại. Cái giờ cao điểm rồi, có khách nè. Khách ở đây họ đang lựa menu. Khách ở trong là họ đã ổn định chỗ ngồi nè. Có cái bạn Vi, bạn sẽ hỗ trợ để mà sắp xếp chỗ ngồi cho khách, rất là ân cần luôn. Còn đây là mấy chị để mà phụ hỗ trợ. Hỗ trợ để mà cắt và cân ra để nướng á. Cái phần mà mực nang baby mà mình order nè mọi người, chứ không phải là cái phần mực khổng lồ ha. Đây là mực nang baby, đây là xoài ăn kèm. Mình chọn cái bàn ngồi là ngồi ngoài dĩa hè cho nên là nó sẽ mát hơn ở trong một xíu và nó thoáng hơn. Còn ví dụ mà mấy bạn muốn vào trong để mà ngồi để mà thưởng thức cái không gian ở bên trong trang trí theo cái kiểu Đài Loan Trung Quốc á, thì mọi người cứ có thể vào trong và sẽ có bạn nhân viên hỗ trợ xếp bàn cho mọi người ngồi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái vị mực nướng này ha. Bóng loáng không ánh, không ánh à. Mọi thấy không, cái miếng mực nó bóng mà nó ống luôn nhờ vào cái sốt á, cái sốt gia truyền của chị Thảo sẽ chia sẻ. Và cái vị của nó rất là giòn, mình ăn mình thấy nó giòn, với lại kiểu như là nó còn tươi á, cho nên nhìn nó cái vị nó không có gọi là bị gã, bị bở. Giòn lắm nha, đảm bảo tươi mới, nên là mọi người cứ tới đây thưởng thức nha. Ok, bây giờ mình sẽ chấm cái phần này vào trong cái nước hình như nước mắm ớt. Rồi, mời mọi người ăn chung với mình nha. Cái miếng mực nó bá cháy luôn mọi người, mình nói ghiền luôn á. Cái nước sốt nè, không hề cay. Ví dụ mà mấy bạn mà sợ cay á thì có thể nói với chị Thảo chủ quán á, để mà ví dụ như có cái loại nước sốt khác thì đó là cho cái bạn mà ăn cay không được. Còn cái vị này nếu như mà mấy bạn ăn cay ít á vẫn ăn được nha. Ví dụ như mình ăn cay được nè thì thấy cái vị nó vừa phải chứ không có nói là cay lắm. Nãy mà chị Thảo chủ quán có chia sẻ thì ở đây là chủ yếu là bán nước ngọt, nước để mà uống theo kiểu giải khát các mọi người. Mình thì gọi ra đây một phần trà tắc. Ở đây không hề bán bia nha, không có bán bia bán rượu gì hết, cho nên là ăn theo kiểu gia đình bạn bè sinh hoạt này nọ thì cái kiểu đơn giản như vậy thôi. Cái phần này là cái phần này là cút chiên lá hồng bì nè mọi người. Qua đây mình quay qua đây cho sáng mọi người dễ thấy nè. Một dĩa như vậy là như hai con, lúc nãy chị ấy nói là hai con. Cái lá bóng bóng này mà mọi người nhìn thấy là nó được chiên lên rồi, đó là lá hồng bì. Nãy thì mình chưa biết ăn cái lá này á, cho nên là mình order để mà ăn thử. Ví dụ như mà cái vị nó kết hợp là để mà tạo nên cái gì đó gọi là đặc biệt á, thì là xuất sắc với cái con cút này luôn. Cái lá hồng bì nè mọi người, cái lá hồng bì này ăn kèm với con chim cút thơm lắm nha. Tại vì lần đầu tiên mình ăn cái lá này á, cái vị nó không phải là nồng nồng đâu mà cái vị nó thơm nhẹ nhàng. Chị chủ Thảo á, chị Thảo, nói chung là chị Thảo bảo là ăn được, tại vì nó chiên lên nó giòn giòn cho nên mọi người ăn kèm với con cút vẫn được luôn.
Bây giờ là tới chuyên mục ăn con cúc với lá hồng bì đó mọi người. Đây là nguyên cái đùi của con cúc, cái đùi và cái chân. Hồi nãy mình ăn một khúc của con cúc rồi, nó rất là mềm luôn, xương nó mềm cực kỳ mấy bạn, mà nhai luôn xương cũng được luôn á. Thật sự cái thịt của nó ngọt ngọt mà cái xương của nó mềm mềm sùi sùi luôn, cho nên là không có khó ăn lắm. Chấm với cái nước sốt lúc nãy luôn, cái nước sốt mực lúc nãy luôn nè. Mời mọi người nha. Bây giờ quán bắt đầu đông khách rồi đó mọi người. Đông khách hơn lúc nãy mình vào. Tại vì bây giờ bắt đầu là sẽ vào cái giờ cao điểm của quán lắm, cho nên là phần 3 con với phần 2 con sẽ đông khách hơn. Chị chủ chỉ đang cắt con cúc nè, để mà chiên cho nhanh cho kịp khách mang về. Cái này nước ít cay giùm em nha chị. Dạ dạ đúng rồi. Cái này là điều thôi chứ không, nó chưa có cay em ơi. Nó là màu điều thôi chứ chưa có cay. Khách đứng đợi mang về nè mọi người thấy không? Đúng rồi. Đi về bớt ở đây em xin số điện thoại lại rồi đó. Vậy hả? Em còn đứng đang đợi chưa lúc sau. Hơn hả chị Thảo ha, bắt đầu bận rộn hơn rồi. Khách bắt đầu vô giờ cao điểm đông hơn rồi đó mọi người thấy không? À, đúng rồi, cho khách. Tuy là cái chi nhánh 2 nhưng mà nó vẫn thu hút được sự chú ý của khách hàng á, cho nên là khi mọi người đi ngang Lý Thái Tổ á sẽ nhìn thấy những cái sự trình bày như thế này, trang trí như thế này thì sẽ tò mò đó. Nói chung là giống như mình lúc nãy cũng tò mò để mà vào để ăn thử. Đây khách ra gọi món nè. Các bạn Vi cầm tờ giấy nè, sẽ trực tiếp order món chung với các bạn luôn. Đây là khách đợi món mang về nè. Hai bạn học sinh đằng kia cũng đang đợi mua mang về nè. Chị Thảo đang nướng nè. Rồi chị Thảo ở đây rồi, ở dưới chi nhánh góc ở dưới ai quản? Có người dưới có người hỗ trợ ha, có người hỗ trợ chứ ở đây bắt đầu đông hơn rồi, cho nên là cần chị Thảo chủ quán để mà hỗ trợ mà nướng phụ luôn, đích thân ra bếp để mà đứng nướng và cắt mực cho khách hàng mang về luôn nè mọi người thấy không, như vậy mới kịp á, tại vì đông quá khách cứ vào đây cũng không đông lắm đâu, mà tại vì có ý là cũng không có tới nổi mà không kịp đâu, không kịp ha. Mà tại vì do là đang bị mới mấy bé này nó mới á, dạ. Cho nên nó vậy thôi chứ cũng không đến nỗi, nếu mà khách vô đông cũng không đến nỗi nào. Dạ. Bây giờ khách vô nữa nè mọi người thấy không? Đây khách chạy xe vào nè. Khách chạy xe lên lề đậu thì mấy bạn cứ tới đây cứ đậu xe trên lề.
cho nó an toàn, thì sau đó mọi người sẽ ổn định cái chỗ để mà ngồi ăn. Một ống lô của chị gái này nè, để về cho tôi lòng. Dạ, chị thả nướng là bao luôn. Với lại mới lên hang mà chị ha, chắc kìa. Mình quay cái ca nước sốt nè cho mọi người thấy nước đã này là mọi người. À, nước này nước màu đường nè. Lên cho nó cái màu nó vàng, nó óng ánh hơn á. Ơi, em nghe. Anh muốn có, lấy hai cái khăn lạnh cho khách luôn. Có hai khăn lạnh ngoài trước luôn nè, này ơi. Rồi tính tiền liền. Chú Bi tính tiền. Mấy cái màu điều lên trước rồi lát nữa mình mới quét cái sốt lên sau khi nướng xong đúng không chị? Cái màu điều làm cho cái màu nó vàng á, làm cho cái con bạch tuộc nó vàng, nó óng ánh hơn, nhìn nó ngon hơn á. Nè, đây là khách vô nữa nè. Mọi người cứ vào để mà lên lề đậu xe đi, mình sẽ an toàn hơn mà khi mà mọi người đứng dưới lòng lề đường mà order như thế này nha. Đây là hai chị khách đang order, còn đây là khách dưới đường, hay là khách cũng đang muốn vào trong để mà ngồi ổn định á. Giờ đây là giờ cao điểm rồi đó, cho nên là bắt đầu sẽ đông hơn hay mọi người. Order bạn Vi order không kịp luôn. Mất một con bạch tuộc đã bị đem đi nướng rồi mọi người ơi. Một em bạch tuộc đem nướng ở trong cái khu vườn, ở trong nhìn ra nè mọi người không, bé bắt đầu bơ bớ rồi, mất hết một em bạch tuộc rồi nè, mất hết một em mực rồi, ở cái sự sức hút kìa. Những cái con này là đã được sơ chế rồi đó, cho nên là chỉ cần cắt ra và đem lên nướng thôi. Ở đây là lượng khách hàng nè, lượng khách hàng đang đứng order và lượng khách hàng đang đứng đợi để mang về. Rồi ok à, cái này mang về nè, bạch tuộc với lại mực mang về nha. Bắt đầu gian hàng nè, kiểu như là sơn tụ hơn rồi đó mọi người thấy không. Có một cậu bé đang giới thiệu mà. Thì mình xin nhắc lại địa chỉ một lần nữa ha. Cái chi nhánh này là chi nhánh 2. Bạn nào gần cái chi nhánh 2 thì cứ đến là 232 Lý Thái Tổ. 232 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3 ha. Cái quán tên là Thảo Mực, mực khổng lồ, bạch tuộc khổng lồ theo cái nước sốt Hồng Kông. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha. Hẹn gặp mọi người vào những video sau. Mọi người nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh nha. Bạn nhỏ chụp hình với mấy con mực nè. Bye mọi người.